Trong xu thế phát triển của thế giới, các ứng dụng công nghệ thông tin đang được đưa vào phục vụ mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với ngành du lịch, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao trải nghiệm du lịch là việc làm cần thiết, hiệu quả. Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam, thông điệp Việt Nam an toàn của Tổng cục Du lịch đã được du khách nắm bắt và mong muốn được trực tiếp cảm nhận. Để thực hiện mong muốn đó của du khách trong và ngoài nước, ứng dụng trên điện thoại di động có tên gọi App Du lịch Việt Nam An toàn đã được nghiên cứu, sản xuất đầy đủ các tính năng, đáp ứng yêu cầu của du khách, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý nhà nước. Để sử dụng App Du lịch Việt Nam An toàn, khách du lịch có thể dễ dàng tải ứng dụng trên App Store dành cho hệ điều hành iOS hoặc CH Play dành cho hệ điều hành Android. Sau đó đăng nhập bằng số điện thoại đã được đăng ký. Khách lần lượt trải nghiệm các tiện ích trên app Du lịch Việt Nam An toàn như truy cập bản đồ số để tìm hiểu các đơn vị cung cấp dịch vụ đã đăng ký tiêu chuẩn an toàn với cơ quan quản lý nhà nước theo các loại hình, khách sạn, nhà hàng, căn hộ du lịch, các khu vui chơi, dịch vụ vận tải, bệnh viện, nhà thuốc. Truy cập bản đồ để tìm hiểu thông tin dịch bệnh. Bản đồ được liên thông trực tiếp thông tin của Bộ Y tế, số liệu được cập nhật và công bố theo đúng thực tế tình hình bệnh dịch. Khách du lịch có thể xem chi tiết số người nhiễm bệnh, số người khỏi bệnh. Khi đến một cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, khách du lịch dùng app Du lịch Việt Nam An toàn để kiểm tra cơ sở đó đã đăng ký tiêu chuẩn an toàn với cơ quan quản lý nhà nước hay chưa. Nếu đã đăng ký thì có đáp ứng và thực hiện đầy đủ các tiêu chí đó hay không. Trong và sau khi sử dụng dịch vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, khách có thể nêu ý kiến đánh giá, phản hồi, nhận xét của mình ngay trên ứng dụng và hình ảnh chụp trực tiếp tại chỗ để phản ánh về chất lượng dịch vụ. Khách du lịch có thể đăng ký tham gia các chương trình du lịch an toàn theo từng bộ tiêu chí được cơ quan nhà nước ban hành. Khi đăng ký tham gia chương trình du lịch an toàn, một du khách đã giúp cho việc sàng lọc, kiểm soát bệnh dịch của các cơ quan chức năng được thuận lợi, nhanh chóng hơn. Ngoài ra, khách du lịch có thể xem tin tức liên quan đến lĩnh vực du lịch để cập nhật các thông tin mới nhất. Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, người quản lý có thể sử dụng app và web để đăng ký tiêu chuẩn an toàn với cơ quan quản lý nhà nước theo từng chương trình do cơ quan quản lý quy định. Trước hết, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch truy cập trang web http://safe.tourism.com.vn để điền các thông tin khai báo điểm đến an toàn theo biểu mẫu sẵn có và gửi đăng ký. Khi đó, hệ thống sẽ gửi tin nhắn mã đơn vị và mật khẩu vào số điện thoại đăng ký để đăng nhập ở các lần tiếp theo. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, hệ thống sẽ cấp một mã QR code cho đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch để có thể in ra giấy, dán ở các địa điểm thuận tiện như cửa lối vào, quầy thu ngân, menu đặt trên bàn tại khách sạn, nhà hàng cho khách du lịch dễ dàng check-in. Khách du lịch và đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trực tiếp tương tác với nhau trên hệ thống để kiểm tra thông tin, mức độ an toàn theo các tiêu chí đã đăng ký. Đồng thời, hai bên có thể đánh giá lẫn nhau khi kết nối trên hệ thống này. Mỗi lượt đánh giá chỉ được thực hiện duy nhất trong một lần sử dụng dịch vụ. Đây chính là điểm ưu việt nổi bật nhất của app Việt Nam An toàn, do khách đã được định danh và đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch đã được xác thực nên sẽ loại trừ được các trường hợp đánh giá ảo. Du lịch, giải trí là những nhu cầu không thể thiếu khi đời sống xã hội ngày càng phát triển. Du lịch an toàn là đòi hỏi lớn nhất trong những nhu cầu đó. Vì vậy, để giúp cho du khách lựa chọn được những điểm đến thực sự an toàn, đồng thời giúp đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch khẳng định được thương hiệu an toàn, app Du lịch Việt Nam An toàn đã ra đời và trở thành một cầu nối hữu ích giữa du khách và các nhà cung cấp dịch vụ. App Du lịch Việt Nam An toàn, một ứng dụng tiên tiến và thiết thực để xây dựng đất nước Việt Nam an toàn trên mọi điểm đến.